Sợ ma. Ừ. Có đợt đợt có đợt 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 đây đi không? Để xem mà. Đợt cái gì nhỉ? Đợt của vòng 1 lên đi. Chế tay vào đi. Mà các bà rất là mất thời gian. Nhiều khi các bà mặc áo dây hở lòi toàn phòi ra, người ta nhìn ủng hộ cho thì lại bảo là mất lết. Không nhìn thì bảo là chảnh. Ôi mở nhạc. Lao với tinh thần đó. Thôi tóc còn dài. Nó cứ thò thò ra. Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Em mở nhạc em mở nhạc. Ờ trời. Đấy đúng rồi, che tay vào. Hả? Không mọi người lại nhìn ủng hộ mất. Mình phải có cái giá của mình. Hả? Mở ai nói.